Ôi, xin chào cô chú anh chị nha. Xe về nhiều, xe thì ngập bãi, tiền cũng hết luôn rồi. Thì anh chị nào mua con nào bán lấy vía xả nha quý anh chị nha. Đó, xả rẻ. Thời điểm này thì quá rồi, bu đỡ quá là hay để sở hữu một chiếc xe luôn. Đó, xe về rất là nhiều. Nhiều mấy con này thì hôm trước cũng có quay rồi nhưng mà chưa làm đẹp kịp thời. Nên giờ ai muốn nguyên rinh thì bán giá ưu đãi nha quý anh chị. Nó chỉ 100 mấy chục cành thôi. Còn dọn đẹp thì mắc buộc chi phí nó phải lên cao một tí xíu nữa. Yamaha AF 620 số cơ bên cơ. Bên này là con này cũng đang dọn lại. Mitsubishi MT 338 số cơ bên cơ nha. Đó, con này thì là 105 cành. Hai cầu trợ lực tay lái, hai cầu số cơ bên cơ, trợ lực tay lái. Con này là Kuta M 9500, 9550. Con này bốn cái vỏ rin theo xe thì chỉ 200 mấy chục cành, dưới 300 cành là sở hữu được con 9550, hai cầu số cơ bên cơ. Đó, tất cả đều là hàng bãi hết nha. Bên này là Isuzu TL 4500. Con này thì đang chờ dọn lại để đăng kiểm nha quý anh chị. Chờ dọn lại để đăng kiểm. Con này thì giá 165 cành. Có luôn gầu xúc nha. Còn đây là xe bánh xích MKM 55. Con này thì mình mới vừa spa lại cho nó đẹp nha quý anh chị. Mới vừa spa lại. Đó, mới vừa spa lại hết gần 6 cũ. Đó, cho mấy anh em thợ tay nghề cao làm nên chi phí nó cao hơn. Là bình thường mình làm thì nó sẽ rẻ hơn nhưng mà chất lượng thì nó không tuyệt đối như vậy nha. Sơn dạng là cao cấp nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp, bóng bẩy luôn nha. Tay mình dơ ha. Bên ngoài đây thì để rin của nó chuyển qua hồng, còn rin nó sẽ là màu đỏ như vậy. Bánh xích con này 185 cành. Bánh xích MKM 55. Isuzu TA 505 con này cũng đang chờ dọn nha. Isuzu TA 345. 345 kia là 145 cành. Đó, làm đẹp. Con này là 195 cành. TA 505. Mình làm rất là nhiều nhưng mà vì ở nhà chỉ có 3 người nên là không có kịp cho quý anh chị. Anh chị nào muốn rin nguyên bản mà kiểu giá tầm tiền nó vừa phải thì liên hệ nha. Em có nhiều xe nó cũng tầm tiền nó cũng vừa lắm. Nếu là chưa dọn, còn như để dọn hoàn thiện một chiếc xe như chiếc đây là 7970 nha quý anh chị nha. 7970 thì dọn chi phí dọn là dọn hoàn thiện nguyên một chiếc luôn nha quý anh chị nha. Dọn nguyên một chiếc, trả về nguyên bản của nó đúng như nhà sản xuất nha. Thì với lại cộng thêm chi phí vô bốn cái vỏ mới 100% nữa, ngót nghét hơn 50 cũ luôn anh chị. Nên là nhiều khi mình thích thì mình dọn về thôi, chứ còn thực chất ra thì để mà cái giá thành mà so ra với một chiếc xe bình thường thì nó sẽ rất là cao hơn nha quý anh chị. Cao hơn đâu đó khoảng 1-20 triệu luôn nha quý anh chị nha. Tại vì mình vô vỏ mới nè. Vô vỏ mới thì ngót nghét bốn cái vỏ này hơn 30 rồi. Cộng chi phí sơn dọn khoảng tầm 20 nữa, công thợ, hai thợ nữa khoảng 10 nữa là gần 60 triệu để dọn một chiếc xe luôn, chứ không phải là ít cho quý anh chị nha. Đó. Dọn vệ sinh hết lại toàn bộ. Cho nó về đúng hiện trạng nha. Nhưng mà máy số thì cam kết với quý anh chị là rin 100% nha. Đó, rin 100%. Cam kết rin 100% hết. Từ trong ra ngoài luôn quý anh chị nha. Sơn dọn từ trong ra ngoài, từng con ốc, từng cái ghế, từng nhớt nhau, từng cái lọc luôn nha. Mới hết. Nhiều anh chị hỏi sao làm vậy chi cho nó tốn công, tại vì lâu lâu mình mới dọn một con về thôi nha, chứ không có thời gian để mà dọn một xe này nó ngót nghét hơn một tháng nha quý anh chị. Còn bộ đồ của nó trong này thì là DK 40 mấy bô. Con này lai qua động cơ phẹt nha. Con này 90 mấy 90 18. Đó, bên kia bãi bên kia thì xe cuốc với mấy xe TR63 Sibura V80, Isuzu BIT88. Mà con gì nữa ta? Quên mất rồi. 5970.
đó, rất là nhiều xe, giờ full xe, phải nhiều xe nên chị nào quan tâm thì cứ gọi trực tiếp bên Zalo nha. Tại vì hiện tại là mình không gửi hình ảnh nhiều, tại vì có một số đối tượng lợi dụng cái sự tin tưởng của bà con là lấy cắp hình ảnh của mình, hình mặt mình luôn nha quý anh chị, để mà đi chào bán, đăng bán với giá rẻ để nhận lấy cọc nhằm chiếm đoạt của tất cả mọi người. Nên là hiện tại là mình hạn chế gửi hình ảnh qua Zalo. Anh chị cũng thông cảm cho mình là mình bị quá là nhiều, ví dụ tai tiếng của anh chị nó không phải của mình, xe hình ảnh là của mình nhưng mà nó sẽ là một cái người đối tượng khác, khi mà chuyển cọc là tên nó không có đúng. Ví dụ mình là Nguyễn Lê Trung Thành, cửa hàng Tân Đại Thành, ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, số điện thoại là 0966 588 517, chỉ sử dụng một số điện thoại duy nhất, một tài khoản ngân hàng, một địa chỉ, không có chi nhánh, không có gì hết. Nếu anh chị khi nào có chi nhánh thì mình sẽ nói, và xe mình bán là cam kết đúng hàng bãi, không phải hàng dân dùng, xe máy móc cầu số có sao nói vậy, nguyên rinh nguyên bản, sơn dặm chỗ nào thì mình sẽ miêu tả, mình sẽ nói hết luôn nha, chứ không có kiểu ngoài giấu giếm hay thật thật giả giả hay nửa nạc nửa mỡ. Sơn mới hoàn toàn 100% thì sẽ nói là sơn mới hoàn toàn 100%, chứ không có kiểu sơn dặm rồi hay là bùa phép thì mình không có làm nha. Mình làm, một là mình làm đẹp luôn, còn hai là mình sẽ để nguyên hiện trạng của nó để cho quý anh chị dễ mua dễ tiếp cận đó. Giá nó vô cùng hợp lý nha, không có mắc quá cao quá, là do những cái sản phẩm mình làm ra chất lượng nó dọn dẹp cũng như là bảo dưỡng từ trong ra ngoài, thì công cán thợ nó nhiều thì chi phí nó sẽ cao lên thêm cho quý anh chị nha. Rồi, anh chị nào đang quan tâm xe gì thì cứ liên hệ với số điện thoại 0966588017. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và theo dõi những cái video clip mà em chia sẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.